Lâm Cầm Thì đó là mục đích mang tính chất thương mại. Tại vì Lâm đang muốn tìm một người để làm có một gương mặt phù hợp để làm nhân vật marketing cho cái đơn vị Lâm đang kinh doanh. Cho nên cho nên có đó là lần đầu tiên là quen với chị vì có mục đích mà để làm nhân vật như vậy. Cho đến bây giờ thật ra Lâm và Thùy thật sự chưa có một lần cãi vã nào là thật sự là cãi vã cả. Thùy thì rất là chu đáo, cái sự quan tâm rất là chu đáo khi trong tất cả các mối quan hệ và cái hành xử hàng ngày đó dẫn đến cái chuyện có thiện cảm với nhau. Cảm ơn với sự có mặt của tất cả bà con đồng mọi hai bên, bạn bè thân hữu gần xa cũng đến chung vui chúc phúc cho hai cháu Hữu Long và Minh Thùy. Và tất cả chúng ta cũng cầu chúc cho hai cháu Hữu Long, Minh Thùy có một tình yêu bền chặt và hạnh phúc bên nhau mãi mãi.